Con sẽ ly hôn với Saron bố ạ. Hả? Trong thời gian xa cách, ngẫm lại thì con thấy chúng con không yêu nhau. Phải rồi, vốn dĩ xa mặt thì cách lòng, vì thế nên con mới thế này đúng không? Gọi Saron sang đây đi. Không đâu bố, có vẻ ngay từ đầu chúng con chỉ quan tâm đến gia thế của nhau, chứ không hề muốn sống bên nhau cả đời. Con xin lỗi vì đã khiến bố thất vọng. Saron bảo sao? Saron cũng đồng ý như thế rồi. Chúng con sẽ chia tay trong êm đềm vì ước mơ của riêng mình. Thằng này, con vừa nói gì thế hả? Này, sao con dám tự đưa ra quyết định quan trọng như thế? Hai đứa không coi bố mẹ ra gì nữa à? Phải nói với bố mẹ rồi hãng quyết định chứ. Chuyện này nhà thông gia cũng biết rồi ư? Vâng, họ nói sẽ tôn trọng quyết định của Saron rồi. Đơn giản nhỉ? Không được. Truyền thống nhà mình không thể có chuyện ly hôn. Ai cho con tự ý quyết định? Cái thằng này. Con xin lỗi bố. Chúng con đã làm xong hết thủ tục pháp lý rồi. Con thật là... Có cách nào vừa không để bố phát hiện ra đô thị chơi mà vẫn hạ bệ được Jun Chemin, Bông Sơn Hoa và cả Du Heran không nhỉ? Phó giám đốc Moon đến đây làm gì? Đơn ly hôn đây. Làm trò gì thế này? Ai cho phép anh tự ý mang đơn ly hôn đến trước? Có làm cũng là tôi làm rồi mang đến trước chứ. Giấy tờ thì ai mang đến trước chẳng được. Sao cô bảo muốn ly hôn? Cô luôn là người đề nghị ly hôn trước còn gì. Đúng thế. Ai bảo không phải đâu. Giờ tôi cũng mệt mỏi quá rồi. Tôi không muốn sống mà lòng tự trọng bị chà đạp như thế này nữa. Anh tưởng tôi muốn sống cùng anh chắc. Được thôi. Nhưng anh sẽ phải chuẩn bị nhiều tiền bồi thường lắm đấy. Cái gì? Sao tôi phải chuẩn bị tiền bồi thường? Ai mới là người cần được nhận tiền bồi thường cơ chứ? Anh quên rồi à? Anh cứ rảnh cái là gặp gỡ Bông Sơn Hoa còn gì. Đi chơi ở biệt thự Biên Trân, lấy vợ rồi mà vẫn gặp gỡ Bông Sơn Hoa, đã đủ lý do pháp lý chưa? Thế ư? Nếu tính như thế thì cô tưởng cô vô tội chắc. Cô đã dựng tôi thành người bảo lãnh liên đới để đầu cơ vào dự án đô thị chơi còn gì. Giờ đô thị chơi đang lung lay thì tôi cũng bị thiệt hại nhiều vì cô. Bản thân Saron Park không tồn tại thì chuyện đó có liên quan gì nữa. Nhưng chuyện vay tiền của anh cô hay của ai vẫn là sự thật mà. Còn công chứng nữa rồi, tôi sẽ quy hết trách nhiệm về thiệt hại đó cho cô. Buồn sang hiếp, anh định thế này thật ư? Chính cô là người khơi mào trước. Việc nhận nuôi Thê Giang bất hợp pháp cũng là cô chủ mưu. Nếu tính toán thì có rất nhiều khoản cô phải bồi thường cho tôi đấy. Hiểu chưa? Này, Moon Sang-hyuk. Cuối cùng vẫn quyết định ly hôn à? Vâng, con cũng lấy những gì cần lấy rồi ly hôn. Chắc gì nhà đó đã cho con lấy được gì đi. Con có vũ khí dự phòng mà. Không thể để chê kiêng thao túng mãi được. Vũ khí dự phòng ư? Con trai mẹ không đơn giản như thế đâu. Mẹ đừng lo. Đúng thế, đúng thế. Mẹ đã sinh ra cậu con trai cừ khôi thế nào cơ chứ. Này, có phải có tòa nhà đứng tên vợ chồng con sau khi sinh Thê Giang không? Đứng tên chung của cả hai vợ chồng thì chắc sẽ được chia đôi đấy nhỉ. Quyền hội viên khu nghỉ dưỡng, nếu cả cái đó được tính để chia tài sản thì phải chia chứ. Còn cả biệt thự nữa còn gì, lấy cả cái đó nữa. Ôi, nghe nói vợ chồng con có cả đất ở đảo Jeju à? Mảnh đất đó mua trong thời kỳ hôn nhân nên chắc phải cho vào để chia tài sản nhỉ. Đúng thế, đúng thế. Này, mẹ nghe nói thời nay còn có thể chia cả lương hưu nữa. Ghi cả vào, đừng bỏ sót. Mẹ cũng thật là, con đã đến tuổi hưởng lương hưu đâu. Chẳng phải vợ chồng con có khoản tích góp cá nhân hay sao? Bảo hiểm chẳng hạn. À, trước mắt cứ ghi vào đã. Ừ, đúng rồi, ghi vào nhanh lên. Số máy quý khách vừa gọi không có, xin vui lòng kiểm tra lại.
Mấy đứa này thật là... Sharon đổi cả số điện thoại rồi ư? Thử điều tra về Sharon bên Mỹ xem nào. Xem có phải có người đàn ông khác hay không, hay là nhà có chuyện gì. Vâng, thưa chủ tịch. Đừng quên sự bí mật. À, thử liên hệ xem có gọi được cho ông Joseph, bố của Sharon không. Vâng, đến giờ họp rồi, thưa chủ tịch. Vậy kế hoạch về sản phẩm mới của năm nay đã hoàn thành. Còn nội dung nào khác không? Tôi muốn đưa ra một đề xuất. Tôi nghe nói 4 năm trước có công ty tên là công ty bánh bông. Công ty bánh bông ư? Tôi được biết công ty đó lớn mạnh nhanh chóng nhờ sản phẩm gây tiếng vang là bánh quy hạnh nhân cam. Sao cô lại nhắc đến chuyện đó ở đây? Tôi nghĩ công ty bánh đế quốc chúng ta cũng nên thử bán sản phẩm thời đó. Vì thời nay cam vẫn là nguyên liệu hấp dẫn, nhưng chi phí nguyên liệu sẽ không thấp đâu. Hơn nữa có thể sẽ vướng phải nghi vấn phong cách cổ điển đó có phù hợp với thị trường hay không. Tôi tin tưởng vào khẩu vị của trẻ con từ 4 năm trước. Tôi thấy xuất ra thị trường sản phẩm có thể gợi lại hương vị của quá khứ cũng hay. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là sản phẩm của công ty bánh bông, trong khi còn rất nhiều sản phẩm của công ty khác từng được ưa chuộng? Điều đó chẳng phải chủ tịch và mấy thành viên hội đồng quản trị đều biết rõ hay sao? Công ty tiền thân của công ty bánh đê cúc là công ty bánh bông. Nhưng có điều này tôi vẫn chưa hiểu. Vì sao công ty bánh bông nổi tiếng như thế lại biến mất? Tôi hy vọng chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân rồi lấy đó làm bài học cho công ty bánh đê cúc. Các vị nghĩ sao? Sao? Cô muốn nói gì với tôi à? Tôi đoán chủ tịch sẽ có nhiều điều tò mò về tôi, nên tôi tự đến trước khi chủ tịch gọi. Đúng là trơ trẽn. Đeo đẳng đến tận bây giờ. Hình như chủ tịch đã quên rồi, tôi là cổ đông lớn của công ty này. Phải rồi. Nhưng làm sao cô biết công ty chúng ta có liên quan đến công ty bánh bông? Chủ tịch rất tò mò về điều đó đúng không? Đại diện của công ty bánh bông là Bông Man Xích. À, ngẫm lại thì cô Sơn Hoa cũng mang họ Bông nhỉ? Thế nên cô mới quan tâm đến công ty bánh bông chăng? Từ giờ, hãy quên mọi chuyện về công ty bánh bông đi. Vì sao tôi phải làm vậy? Để thành một tập thể toàn diện thì cần có quá trình. Với những người đã từng làm cho công ty bánh bông rồi thành lập ra công ty bánh đế quốc, không chỉ có vinh quang mà có cả nỗi đau muốn xóa nhòa. Sao lại là nỗi đau? Giờ nhắc lại chuyện đó để chạm vào nỗi đau trong quá khứ không phải phép lịch sự với những thành viên kỳ cựu của hội đồng quản trị. Thế nên ý của chủ tịch là muốn tôi giữ bí mật. Liệu nỗi đau muốn xóa nhòa có bao gồm trong lý do biến mất của công ty bánh bông không? Tôi vừa bảo cô giữ mồm giữ miệng rồi cơ mà, chứ không phải do chủ tịch thấy say dứt chuyện gì đó sao? Im mồm đi. Bình, có chuyện gì vậy? Anh có bệnh cao huyết áp đấy, phải cẩn thận chứ. Giám đốc Bông Sơn Hoa, cô ra ngoài đi. Tôi không hiểu lý do chủ tịch nổi giận hơn mức cần thiết. Tôi xin phép. Giám đốc nên dùng cái này để theo dõi chủ tịch Jun, vì biết đâu có thể giúp được gì cho biết nghe. Không được rồi, để em đi sắc cho anh thuốc tốt cho huyết áp.
nói chuyện một lát đi. Xin lỗi giám đốc, cháu hơi bận. Là chuyện về công ty bánh bông. Con mà nói như thế thì sẽ gặp nguy hiểm đấy, Sơn Hoa. Nếu biết con là con gái của Bông Man Xích thì Jun Dae Kook sẽ không để yên cho con đâu. Cháu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Vậy kế hoạch trả thù mẹ lên từ lâu sẽ thành bọt biển. Phải rồi. Con oán hận mẹ hay không thể hiểu cho mẹ cũng không sao. Biết na, mẹ mong con đừng dính dáng vào việc trả thù này. Thời gian qua, con đã quá khổ sở khi phải đối phó với Jun Jae Kyung rồi. Mẹ hiểu rõ về Jun Dae Kook hơn. Nếu con đối phó theo cách này thì con sẽ gặp nguy hiểm đấy. Không chỉ có thế, cả những người còn lại của công ty bánh bông cũng có thể gặp nguy hiểm. Những người còn lại là sao? Giám đốc nói thế là có ý gì? Vẫn còn vài người đồng lòng với mẹ. Họ là những người vẫn chưa quên ơn anh Man Xích. Nhỡ sơ suất thì họ cũng sẽ bị Jun Dae Kook nhắm đến.